giữa năm rộng rã lăn lộn tư thần ở các trường đua. Này tao dẫn con gái xinh đẹp của mấy thằng khác thường cua, từ Cà Mau đến Cần Thơ đây đâu cũng có chiến tích, quy chương vàng quy chương bạc hết rồi cũng có khuyến khích. Niềm vui sướng sự hãnh diện của tao đối lập về đêm, tao tay này được một người tung bới anh lại chợt nhớ về em. Người con gái phía sau ủng hộ khiến tôi luôn vững tay lái, giọt nước mắt vừa khi cái ngã khiến tôi cầm chắc tay này. Tình đời em cái thứ đam mê anh chọn không có được điểm dừng, những rủi ro mà anh mắc phải cũng chẳng có gì để kiểm chứng. Nếu như ngày mai em bất ngờ nhận được tin báo về anh, cái thứ đam mê là do anh chọn, tự thần luôn kề cạnh em đừng buồn lúc đó anh tử vì đam mê, còn vui sướng trong anh đã tắt vì đam mê. Em đừng buồn lúc đó anh tử vì đam mê, còn vui sướng trong anh đã tắt vì đam mê. Để tôi dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò, để tôi dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò, để tôi dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò, nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cò biết như mơ mơ. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp, tay nhấn ga còn chân đến số của tao lượng mà nẹt nẹt. Với chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò, nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cò biết như mơ mơ. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp, tay nhấn ga còn chân đến số của tao lượng mà nẹt nẹt. Với chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò, nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cò biết như mơ mơ. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp, tay nhấn ga còn chân đến số của tao lượng mà nẹt nẹt, coi chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò, nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp đứt như bo bo. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp, tay nhấn ga còn chân tay số của tao lượng mà nẹt nẹt, coi chừng này mày quá cố. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua, tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang, khi ra xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua, tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang, khi ra xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Xin lỗi mẹ, đàn trai của mẹ là một thằng con bất hiếu, mẹ sợ con gặp nạn trên đường vì số cố của con là rất nhiều. Lỡ như một lần con rớt thì mẹ biết sống sao, nhưng con không cản được sự ham muốn dù ngoài kia có dông bão. Sống hết mình vì đam mê, con sẽ trở thành thằng bất tử, mặc dầu biết cha mẹ sẽ buồn vì thằng con này nó rất hư. Nhưng ngoài kia anh em đang chờ để lại tiếng thơm, đam mê vẫn là bất diệt, con chẳng ngại gì miếng cơm. Đại lộ Đông Tây các anh em đã sẵn sàng, các em gái chân dài xếp hình đã thẳng hàng. Con chẳng chờ gì nữa, thôi con phải lên đường, dẫu biết nguy hiểm đang chờ phía trước nhưng con vẫn phải lên đường. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua, tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang, khi ra xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua, tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang, khi ra xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò, nhưng mày đừng có ngạc nhiên cọp biết như ô bo. 15 tuổi cầm đại chuyên nghiệp, tay nhấn ga còn chân tới số không tao lượng mà nẹt nẹt. Có chuyện này mày quá cố, để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò, nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp biết như ô bo. 15 tuổi cầm đại chuyên nghiệp, tay nhấn ga còn chân tới số không tao lượng mà nẹt nẹt. Có chuyện này mày quá cố. Trời tao bay nhẹ là cối khi tao lượng với anh em, khi tao lướt là phải tốc độ chứ không ngồi bò như các em. Trên đường đua khi vẫn còn mở thì ngại gì mà không chơi, để anh em tụi tao vào cuộc đồng các em gái trong mong lên trời, để hưởng thụ các phái cả của các ly sinh ban cho. Nào cất đầu nào đánh số sẽ dòng cả hàng ngang trò, đã lên xe là phải biểu diễn cho đam mê nó bùng cháy. Dù biết đời nhiều thằng đã xéo, tao là sắc luôn luôn chảy. Có Duy Nguyễn và Tâm Mai anh em Đồng Nai ta đông đủ, và Hải Trần EJS đêm nay ta lự chắc không ngủ. Qua làng khói tiếng bộ độ để chất kinh nghiệm của đang về, chuông điện thoại của mẹ gọi thưa mẹ con đang về. Có Duy Nguyễn và Tâm Mai anh em Đồng Nai ta đông đủ, và Hải Trần EJS đêm nay ta lự chắc không ngủ. Qua làng khói tiếng bộ độ để chất kinh nghiệm của đang về, chuông điện thoại của mẹ gọi thưa mẹ con đang về. Này tao dẫn con gái xinh đẹp của mấy thằng khác thường cua, từ Cà Mau đến Cần Thơ đây đâu cũng có chiến tích, quy chương vàng quy chương bạc hết rồi cũng có khuyến khích. Niềm vui sướng sự hãnh diện của tao đối lập về đêm, tao tay này được một người tung bới anh lại chợt nhớ về em. Người con gái phía sau ủng hộ khiến tôi luôn vững tay lái, giọt nước mắt vừa khi cái ngã khiến tôi cầm chắc tay này. Xin lỗi em cái thứ đam mê anh chọn không có được điểm dừng, những rủi ro mà anh mắc phải cũng chẳng có gì để kiểm chứng. Nếu như ngày mai em bất ngờ nhận được tin báo về anh, cái thứ đam mê là do anh chọn, tự thần luôn kề cạnh em đừng buồn lúc đó anh tử vì đam mê, còn vui sướng trong anh đã tắt
tắt vì đam mê. Em đừng buồn lúc đó anh tử, tử vì đam mê. Còn vui sướng trong anh đã tắt, tắt vì đam mê. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cỏ biết như bơ mơ. 15 tuổi cầm nay chuyên nghiệp, tay nhấn ga còn chân đến số. Khu tàu lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cỏ biết như bơ mơ. 15 tuổi cầm nay chuyên nghiệp, tay nhấn ga còn chân đến số. Khu tàu lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cỏ biết như bơ mơ. 15 tuổi cầm nay chuyên nghiệp, tay nhấn ga còn chân đến số. Khu tàu lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cỏ biết như bơ mơ. 15 tuổi cầm nay chuyên nghiệp, tay nhấn ga còn chân đến số. Khu tàu lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua. Tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang. Khi lái xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua. Tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang. Khi lái xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Xin lỗi mẹ, đàn trai của mẹ là một thằng con bất hiếu. Mẹ sợ con gặp nạn trên đường, số cố của con là rất nhiều. Lỡ như một lần con rớt thì mẹ biết sống sao. Nhưng con không cản được sự ham muốn dù ngoài kia của dân bảo. Sống hết mình vì đam mê, con sẽ trở thành thằng bất tử. Mặc dầu biết cha mẹ sẽ buồn vì thằng con này nó rất hư. Nhưng ngoài kia anh em đang chờ để lại tiếng thơm. Đam mê vẫn là bất diệt, con chẳng ngại về miếng cơm. Đại lộ Đông Tây các anh em đã sẵn sàng. Các em gái chân dài xếp hình đã thẳng hàng. Con chẳng chờ gì nữa, thôi con phải lên đường. Dẫu biết đường hiểm đang chờ phía trước, nhưng con vẫn phải lên đường. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua. Tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang. Khi lái xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua. Tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang. Khi lái xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cỏ biết như ô bo. 15 tuổi cầm tay chuyên nghiệp, tay nhấn ga cùng trên đá số. Khu tàu lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cỏ biết như ô bo. 15 tuổi cầm tay chuyên nghiệp, tay nhấn ga cùng trên đá số. Khu tàu lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Trời tàu bay nhẹ làn khói khi tao lượng với anh em. Khi tao lướt là phải tốc độ chứ không đùa bò như các em. Trên đường đua khi vẫn còn mở thì ngại gì mà không chơi. Để anh em tụi tao vào cuộc nào, các em gái trong mong lên trời. Để hưởng thụ các phái cả của các đôi sinh ban cho. Nào cất đầu, nào đánh số xin trong cả hàng ngang cho. Đã lên xe là phải biểu diễn cho đam mê nó bùng cháy. Dù biết trời nhiều thằng đã xéo, tao lại sắc không ngưng chảy. Có Duy Nguyễn và Tâm Mai, anh em Đồng Nai ta đông đủ. Và Hải Trần, H2S, đêm nay ta lự chắc không ngủ. Qua làng khối tiếng bộ đội để chất kinh nghiệm của đang phê. Chú điện thoại của mẹ gọi, thưa mẹ cũng đang về. Có Duy Nguyễn và Tâm Mai, anh em Đồng Nai ta đông đủ. Và Hải Trần, H2S, đêm nay ta lự chắc không ngủ. Qua làng khối tiếng bộ đội để chất kinh nghiệm của đang phê. Chú điện thoại của mẹ gọi, thưa mẹ cũng đang về. Này tao dẫn con gái xinh đẹp của mấy thằng khác thường cua. Từ Cà Mau đến Cần Thơ đây đâu cũng có chiến tích. Quy chương vàng, quy chương bạc hết rồi cũng có khuyến khích. Niềm vui sướng, sự hãnh diện của tao đối lập về đêm. Tao tay này được một người tung bới anh lại chợt nhớ về em. Người con gái phía sau ủng hộ khiến tôi luôn vững tay lái. Giọt nước mắt một khi cái ngã khiến tôi cầm chắc tay này. Xin lỗi em, cái thứ đam mê anh chọn không có được điểm dừng. Những rủi ro mà anh mắc phải cũng chẳng có gì để kiểm chứng. Nếu như ngày mai em bất ngờ nhận được tin báo về anh, cái thứ đam mê là do anh chọn, tự thần luôn kề cạnh. Em đừng buồn lúc đó anh tử, tử vì đam mê. Còn vui sướng trong anh đã tắt, tắt vì đam mê. Em đừng buồn lúc đó anh tử, tử vì đam mê. Còn vui sướng trong anh đã tắt, tắt vì đam mê. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Để tao dắt mày
về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp đứt như bơ mơ. 15 tuổi cầm nai chuyên nghiệp, tay nhấn ga còn chân tới số. Khu tàu lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Thì tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp đứt như bơ mơ. 15 tuổi cầm nai chuyên nghiệp, tay nhấn ga còn chân tới số. Khu tàu lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Thì tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp đứt như bơ mơ. 15 tuổi cầm nai chuyên nghiệp, tay nhấn ga còn chân tới số. Khu tàu lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp đứt như bơ mơ. 15 tuổi cầm nai chuyên nghiệp, tay nhấn ga còn chân tới số. Khu tàu lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua, tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang. Khi ra xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua, tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang. Khi ra xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Xin lỗi mẹ, đàn trai của mẹ là một thằng con bất hiếu. Mẹ sợ con gặp nạn trên đường, số cố của con là rất nhiều. Lỡ như một lần con rớt thì mẹ biết sống sao. Nhưng con không cản được sự ham muốn dù ngoài kia của dòng bão. Sống hết mình vì đam mê, con sẽ trở thành thằng bất tử. Mặc dầu biết cha mẹ sẽ buồn vì thằng con này nó rất hư. Nhưng ngoài kia anh em đang chờ để lại tiếng thơm. Đam mê vẫn là bất diệt, cô chẳng ngại về miếng cơm. Đại lộ Đông Tây các anh em đã sẵn sàng, các em gái chân dài xếp hình đã thẳng hàng. Tôi chẳng chờ gì nữa, thôi cô phải lên đường. Dẫu biết đường hiểm đang chờ phía trước, nhưng con vẫn phải lên đường. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua, tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang. Khi ra xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua, tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang. Khi ra xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên có biết như ô mô. 15 tuổi cầm tay chuyên nghiệp, tay nhấn ga cùng trên tới số. Khu tàu lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò. Những mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp biết như ô mô. 15 tuổi cầm tay chuyên nghiệp, tay nhấn ga cùng trên tới số. Khu tàu lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Trời tàu bay nhẹ là cối khi tao lượng với anh em. Khi tao lướt là phải tốc độ chứ không ngồi bò như các em. Trên đường đua khi vẫn còn mở thì ngại gì mà không chơi. Để anh em tụi tao vào cuộc nào, các em gái trong hôm lên trời để hưởng thụ các khoái cảm của các ly sinh ban cho. Nào cất đầu nào đánh số xin trong cả hàng ngang trò. Đã lên xe là phải biểu diễn cho đam mê nó bùng cháy. Dù biết trời nhiều thằng nói xéo, tao là sắt không ngừng chảy. Có Duy Nguyễn và Tâm Mai anh em Đồng Nai ta đông đủ. Và Hải Trần EQS đêm nay ta lự chắc không ngủ. Qua làng khối tiếng bộ đội để chất kinh nghiệm của đang phê. Chú điện thoại của mẹ gọi thưa mẹ cũng đang về. Có Duy Nguyễn và Tâm Mai anh em Đồng Nai ta đông đủ. Và Hải Trần EQS đêm nay ta lự chắc không ngủ. Qua làng khối tiếng bộ đội để chất kinh nghiệm của đang phê. Chú điện thoại của mẹ gọi thưa mẹ cũng đang về. Này tao dẫn con gái xinh đẹp của mấy thằng khác thường cua. Từ Cà Mau đến Cần Thơ đây đâu cũng có chiến tích. Quy chương vàng, quy chương bạc hết ơ cũng có khuyến khích. Niềm vui sướng, sự hãnh diện của tao đối lập về đêm. Sau tay này được một người tung bới anh lại chợt nhớ về em. Người con gái phía sau ủng hộ khiến tôi luôn vững tay lái. Giọt nước mắt một khi cái ngã khiến tôi cầm chắc tay này. Xin lỗi em, cái thứ đam mê anh chọn không có được điểm dừng. Những rủi ro mà anh mắc phải cũng chẳng có gì để kiểm chứng. Nếu như ngày mai em bất ngờ nhận được tin báo về anh, cái thứ đam mê là do anh chọn, tự thần luôn kề cạnh. Em đừng buồn đúng vào đó anh tử, tử vì đam mê. Phần vui sướng trong anh đã tắt, tắt vì đam mê. Em đừng buồn lúc đó anh tử, tử vì đam mê. Phần vui sướng trong anh đã tắt, tắt vì đam mê. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp đứt như bơ mơ. 15 tuổi cầm nai chuyên nghiệp, tay nhấn ga còn chân tới số. Khu tàu lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Thì tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp đứt như bơ mơ. 15 tuổi cầm nai chuyên nghiệp, tay nhấn ga còn chân tới số. Khu tàu lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Thì tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp đứt như bơ mơ. 15 tuổi cầm nai chuyên nghiệp, tay nhấn ga còn chân tới số. Khu tàu lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp đứt như bơ mơ. 15 tuổi
hiệp, tay nhấn ra con chân tái số của câu lượng mà nẹt nẹt. Có chừng nàng mày quá cố, kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua, tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua, đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang, khi ra xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua, tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua, đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang, khi ra xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Xin lỗi mẹ, đằng trai của mẹ là một thằng con bất hiếu, mẹ sẽ con gặp nạn trên đường vì số cố của con là rất nhiều. Lỡ như một lần con rớt thì mẹ biết sống sao, nhưng con không cản được sự ham muốn dù ngoài kia của dân bảo. Sống hết mình vì đam mê, con sẽ trở thành thằng bất tử, mặc dầu biết cha mẹ sẽ buồn vì thằng con này nó rất hư, nhưng ngoài kia anh em đang chờ để lại tiếng thơm. Đam mê vẫn là bất diệt, cô chẳng ngại gì miếng cơm. Đại lộ đông tây các anh em đã sẵn sàng, các em gái chân dài xếp hình đã thẳng hàng. Cô chẳng chờ gì nữa, thôi cô phải lên đường, dẫu biết đường hiểm đang chờ phía trước nhưng con vẫn phải lên đường. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua, tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua, đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang, khi ra xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua, tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua, đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang, khi ra xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Đầu dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò, nhưng mày đừng có ngạc nhiên có biết như ô mô. 15 tuổi cầm tay chuyên nghiệp, tay những gạt được trên tay số không tao lượng mà nẹt nẹt. Có những này mày quá cố để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò, những mày đừng có ngạc nhiên chuyên quay có biết như ô mô. 15 tuổi cầm tay chuyên nghiệp, tay những gạt được trên tay số không tao lượng mà nẹt nẹt. Có những này mày quá cố. Trời tao bay nhẹ là cối khi tao lượng với anh em, khi tao lướt là phải tốc độ chứ không ngồi bò như các em. Trên đường đua khi vẫn còn mở thì ngại gì mà không chơi, để anh em tụi tao vào cuộc lòng các em gái trong mong lên trời để hưởng thụ cái phái cảm của các ly sinh ban cho. Nào cất đầu nào đánh số sẽ trong cái hàng ngang trò, đã lên xe là phải biểu diễn cho đam mê nó bùng cháy, dù biết đời nhiều thằng đã xéo tao là sắc không ngừng chảy. Có Duy Nguyễn và Tâm Mai anh em Đồng Nai ta đông đủ, và Hải Trần NGOS đêm nay ta lựa chắc không ngủ. Qua làng khói tiếng bộ độ để chất kinh nghiệm của đang về, chú điện thoại của mẹ gọi thưa mẹ cũng đang về. Có Duy Nguyễn và Tâm Mai anh em Đồng Nai ta đông đủ, và Hải Trần NGOS đêm nay ta lựa chắc không ngủ. Qua làng khói tiếng bộ độ để chất kinh nghiệm của đang về, chú điện thoại của mẹ gọi thưa mẹ cũng đang về. Này tao dẫn con gái xinh đẹp của mấy thằng khác thường cua, từ Cà Mau đến Cần Thơ đây đâu cũng có chiến tích. Huy chương vàng, huy chương bạc hết thơ cũng có khuyến khích. Niềm vui sướng, sự hãnh diện của tao đối lập về đêm. Tao tay này được một người tung bới anh lại chợt nhớ về em. Người con gái phía sau ủng hộ khiến tôi luôn vững tay lái. Giọt nước mắt vừa khi cái ngã khiến tôi cầm chắc tay này. Xin lỗi em, cái thứ đam mê anh chọn không có được điểm dừng. Những rủi ro mà anh mắc phải cũng chẳng có gì để kiểm chứng. Nếu như ngày mai em bất ngờ nhận được tin báo về anh, cái thứ đam mê là do anh chọn, tự thần luôn kề cạnh. Em đừng buồn đúng đó anh tử, tử vì đam mê. Còn vui sướng trong anh đã tắt, tắt vì đam mê. Em đừng buồn lúc đó anh tử, tử vì đam mê. Còn vui sướng trong anh đã tắt, tắt vì đam mê. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò, để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò, nhưng mày đừng có ngạc nhiên cứ quay cò biết như mơ mơ. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp, tay nhấn ga còn chân tay số của tao lượng mà nẹt nẹt. Có chừng này mày quá cố, để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò, nhưng mày đừng có ngạc nhiên cứ quay cò biết như mơ mơ. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp, tay nhấn ga còn chân tay số của tao lượng mà nẹt nẹt. Có chừng này mày quá cố, để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò, nhưng mày đừng có ngạc nhiên cứ quay cò biết như mơ mơ. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp, tay nhấn ga còn chân tay số của tao lượng mà nẹt nẹt. Có chừng này mày quá cố, để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò, nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp đứt như bô bô. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp, tay nhấn ga còn chân tay số của tao lượng mà nẹt nẹt. Có chừng này mày quá cố. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua, tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua, đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang, khi ra xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua, tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua, đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang, khi ra xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Xin lỗi mẹ, đàn trai của mẹ là một thằng con bất hiếu, mẹ sẽ con gặp nạn trên đường vì số cố của con là rất nhiều. Lỡ như một lần con rớt
thì mẹ biết sống sao, nhưng con không cản được sự ham muốn dù ngoài kia của dân bảo. Xong hết mình vì đam mê, con sẽ trở thành thằng bất tử. Mặc dầu biết cha mẹ sẽ buồn vì thằng con này nó rất hư, nhưng ngoài kia anh em đang chờ để lại tiếng thơm. Đam mê vẫn là bất diệt, con chẳng ngại về miếng cơm. Đại lộ Đông Tây các anh em đã sẵn sàng, các em gái chân dài xếp hình đã thẳng hàng. Con chẳng chờ gì nữa, thôi con phải lên đường. Dẫu biết đường hiểm đang chờ phía trước, nhưng con vẫn phải lên đường. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua, tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới, cho dù nghèo hay mày sang, khi ra xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua, tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới, cho dù nghèo hay mày sang, khi ra xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò, nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quên cỏ biết như ô bo. 15 tuổi cầm đại chiến nghiệp, tay những ga được trên đá số, không tao lượng mà nẹt nẹt. Có gì này mày quá cố, để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò, nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quên cỏ biết như ô bo. 15 tuổi cầm đại chiến nghiệp, tay những ga được trên đá số, không tao lượng mà nẹt nẹt. Có gì này mày quá cố. Rồi tao bay nhẹ làn khói khi tao lượn với anh em, khi tao lướt là phải tốc độ chứ không rùa bò như các em. Trên đường đua khi vẫn còn mở thì ngại gì mà không chơi, để anh em tụi tao vào cuộc nào, các em gái trong mong lên trời để hưởng thụ các khoái cảm của các ly sinh ban cho. Nào cất đầu nào đánh số sẽ dòng cả hàng ngang cho, đã lên xe là phải biểu diễn cho đam mê nó bùng cháy. Dù biển trời nhiều thằng đã xéo, tao là sắt không ngừng chảy. Có Duy Nguyễn và Tâm Mai anh em Đồng Nai ta đông đủ, và Hải Trần EJS đêm nay ta lự chắc không ngủ. Qua làn khói tiếng bộ độ để chất kinh nghiệm của đáng phê, chuông điện thoại của mẹ gọi thưa mẹ cũng đang về. Có Duy Nguyễn và Tâm Mai anh em Đồng Nai ta đông đủ, và Hải Trần EJS đêm nay ta lự chắc không ngủ. Qua làn khói tiếng bộ độ để chất kinh nghiệm của đáng phê, chuông điện thoại của mẹ gọi thưa mẹ cũng đang về. Này tao dẫn con gái xinh đẹp của mấy thằng khác thường cua, từ Cà Mau đến Cần Thơ đây đâu cũng có chiến tích. Huy chương vàng, huy chương bạc hết cũng có khuyến khích. Niềm vui sướng, sự hãnh diện của tao đối lập về đêm. Sau tay này được một người tung mới anh lại chợt nhớ về em. Người con gái phía sau ủng hộ khiến tôi luôn vững tay lái, giọt nước mắt mỗi khi cái ngã khiến tôi cầm chắc tay này. Xin lỗi em cái thứ đam mê anh chọn không có được điểm dừng, những rủi ro mà anh mắc phải cũng chẳng có gì để kiểm chứng. Nếu như ngày mai em bất ngờ nhận được tin báo về anh, cái thứ đam mê là do anh chọn, tử thần luôn kề cạnh. Em đừng buồn lúc đó anh tử, tử vì đam mê. Phần vui sướng trong anh đã tắt, tắt vì đam mê. Em đừng buồn lúc đó anh tử, tử vì đam mê. Phần vui sướng trong anh đã tắt, tắt vì đam mê. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò, nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cỏ biết như bo bo. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp, tay nhấn ga cùng chân đá số, khu tàu lượng mà nẹt nẹt. Có chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò, nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cỏ biết như bo bo. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp, tay nhấn ga cùng chân đá số, khu tàu lượng mà nẹt nẹt. Có chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò, nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cỏ biết như bo bo. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp, tay nhấn ga cùng chân đá số, khu tàu lượng mà nẹt nẹt. Có chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò, nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cỏ biết như bo bo. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp, tay nhấn ga cùng chân tay số, cô tao lượng mà nẹt nẹt. Có chừng này mày quá cố. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua, tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới, cho dù nghèo hay mày sang, khi ra xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua, tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới, cho dù nghèo hay mày sang, khi ra xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Xin lỗi mẹ, đàn trai của mẹ là một thằng con bất hiếu, mẹ sợ con gặp nạn trên đường, số cố của con là rất nhiều. Lỡ như một lần con rớt thì mẹ biết sống sao, nhưng con không cản được sự ham muốn dù ngoài kia của dân bảo. Xong hết mình vì đam mê, con sẽ trở thành thằng bất tử. Mặc dầu biết cha mẹ sẽ buồn vì thằng con này nó rất hư, nhưng ngoài kia anh em đang chờ để lại tiếng thơm. Đam mê vẫn là bất diệt, cô chẳng ngại về miếng cơm. Đại lộ Đông Tây các anh em đã sẵn sàng, các em gái chân dài xếp hình đã thẳng hàng. Cô chẳng chờ gì nữa, thôi cô phải lên đường. Dẫu biết đường hiểm đang chờ phía trước, nhưng con vẫn phải lên đường. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua, tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới, cho dù nghèo hay mày sang, khi ra xe là phải hết sức,
Địch có mạnh ta cũng ráng, kỹ năng là thứ tao có. Khi mà lướt trên đường đua, tốc độ là thứ tao muốn. Coi dù thắng hay là thua, đam mê là phải chơi tới. Coi dù nghèo hay mình sang, khi lên xe là phải hết sức. Địch có mạnh ta cũng ráng. Dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò, nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cỏ biết như ô mô. 15 tuổi cầm tay chuyên nghiệp, tay nhân ra cùng chân tới số. Không tao lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò, nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cỏ biết như ô mô. 15 tuổi cầm tay chuyên nghiệp, tay nhân ra cùng chân tới số. Không tao lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Tao bay nhẹ làn khói khi tao lượn với anh em. Khi tao lướt là phải tốc độ chứ không đùa bò. Nhưng các em trên đường đua khi vẫn còn mở thì ngại gì mà không chơi. Để anh em tụi tao vào cuộc làm các em gái trong mong lên trời. Để hưởng thụ các khoái cảm của các ly sinh ban cho. Nào cất đầu, nào đánh số sẽ dòng cả hàng ngang cho. Đã lên xe là phải biểu diễn cho đam mê nó bùng cháy. Dù biết đời nhiều thằng đã xéo, tao là sắc không ngưng chảy. Có Duy Nguyễn và Tâm Mai, anh em Đồng Nai ta đông đủ. Và Hải Trần, EJS, đêm nay ta lượn chắc không ngủ. Qua làng khói tiếng bộ đội để chất kinh nghiệm của đáng phê. Chú đi thổi của mẹ gọi, thưa mẹ cũng đang về. Có Duy Nguyễn và Tâm Mai, anh em Đồng Nai ta đông đủ. Và Hải Trần, EJS, đêm nay ta lượn chắc không ngủ. Qua làng khói tiếng bộ đội để chất kinh nghiệm của đáng phê. Chú đi thổi của mẹ gọi, thưa mẹ cũng đang về. Này tao vẫn có cái xinh đẹp của mấy thằng khác thường cua. Từ Cà Mau đến Cần Thơ đây đâu cũng có chiến tích. Quy chương vàng, quy chương bạc hết đâu cũng có khuyến khích. Niềm vui sướng, sự hãnh diện của tao đối lập về đêm. Sau tay này được một người tung bới anh lại chợt nhớ về em. Người con gái phía sau ủng hộ khiến tôi luôn vững tay lái. Giọt nước mắt một khi cái ngã khiến tôi cầm chắc tay này. Xin lỗi em cái thứ đam mê anh chọn không có được điểm dừng. Những rủi ro mà anh mắc phải cũng chẳng có gì để kiểm chứng. Nếu như ngày mai em bất ngờ nhận được tin báo về anh, cái thứ đam mê là do anh chọn. Tự thần luôn kề cạnh em đừng buồn lúc đó anh tử vì đam mê. Phần vui sướng trong anh đã tắt vì đam mê. Em đừng buồn lúc đó anh tử vì đam mê. Phần vui sướng trong anh đã tắt vì đam mê. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cỏ biết như mơ mơ. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp, tay nhấn ga còn chân tới số. Khu tàu lượng mà nẹt nẹt, với chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cỏ biết như mơ mơ. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp, tay nhấn ga còn chân tới số. Khu tàu lượng mà nẹt nẹt, với chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cỏ biết như mơ mơ. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp, tay nhấn ga còn chân tới số. Khu tàu lượng mà nẹt nẹt, coi chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cỏ biết như bo bo. 15 tuổi cầm đai chuyên nghiệp, tay nhấn ra cùng chân tay số. Cô tao lượng mà nẹt nẹt, coi chừng này mày quá cố. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua. Tốc độ là thứ tao muốn, cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới, cho dù nghèo hay mày sang. Khi ra xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua. Tốc độ là thứ tao muốn, cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới, cho dù nghèo hay mày sang. Khi ra xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Xin lỗi mẹ, đàn trai của mẹ là một thằng con bất hiếu. Mẹ sợ con gặp nạn trên đường vì số cố của con là rất nhiều. Lỡ như một lần con rớt thì mẹ biết sống sao. Nhưng con không cản được sự ham muốn dù ngoài kia của dòng bão. Sống hết mình vì đam mê, con sẽ trở thành thằng bất tử. Mặc dầu biết cha mẹ sẽ buồn vì thằng con này rất hư. Nhưng ngoài kia anh em đang chờ để lại tiếng thơm. Đam mê vẫn là bất diệt, cô chẳng ngại gì miếng cơm. Đại lộ Đông Tây các anh em đã sẵn sàng. Các em gái chân dài xếp hình đã thẳng hàng. Cô chẳng chờ gì nữa, thôi cô phải lên đường. Dẫu biết nguy hiểm đang chờ phía trước, nhưng con vẫn phải lên đường. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua. Tốc độ là thứ tao muốn, cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới, cho dù nghèo hay mày sang. Khi ra xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua. Tốc độ là thứ tao muốn, cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới, cho dù nghèo hay mày sang. Khi ra xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên quay cỏ biết như ô mô. 15 tuổi cầm đai chuyên nghiệp, tay nhấn ga cùng chân tới số. Không tao lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cỏ biết như ô mô. 15 tuổi cầm đai chuyên nghiệp, tay nhấn ga cùng chân tới số. Không tao lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Tao bay nhẹ làn khói khi tao lượn với anh em. Khi tao lướt là phải tốc độ chứ
những cái nén kinh thành đua khi vẫn còn mở thì ngại gì mà không chơi để anh em tụi tao vào cuộc nào các em gái trong mong lên trời để hưởng thụ các mấy cạn của các ơi xin ban cho nào cất đầu nào đánh số xin trong cái hàng ngang cho đã lên xe là phải biểu diễn cho đam mê nó bùng cháy dù biết sợ nhiều thằng lái xéo tao là sắt không ngừng chảy có Duy Nguyễn và Tâm Mai anh em Đồng Nai ta đông đủ và hãy trần NGS đêm nay ta lựa chắc không ngủ qua làng khối tiếng bộ đội để chất kinh nghiệm của đang về chú điện thoại của mẹ gọi thưa mẹ cũng đang về có Duy Nguyễn và Tâm Mai anh em Đồng Nai ta đông đủ và hãy trần NGS đêm nay ta lựa chắc không ngủ qua làng khối tiếng bộ đội để chất kinh nghiệm của đang về chú điện thoại của mẹ gọi thưa mẹ cũng đang về tự thần ở các trường đua này tao vẫn con gái xinh đẹp của mấy thằng khác thường cua từ Cà Mau đến Cần Thơ đây đâu cũng có chiến tích huy chương vàng huy chương bạc hết rồi cũng có khuyến khích niềm vui sướng sự hãnh diện của tao đối lập về đêm tao tay này được một người tung bới anh lại chợt nhớ về em người con gái phía sau ủng hộ khiến tôi luôn vững tay lái giọt nước mắt một khi cái ngã khiến tôi cầm chắc tay này xin lỗi em cái thứ đam mê anh chọn không có được điểm dừng những rủi ro mà anh mắc phải cũng chẳng có gì để kiểm chứng nếu như ngày mai em bất ngờ nhận được tin báo về anh cái thứ đam mê là do anh chọn tự thần luôn kề cạnh em đừng buồn lúc đó anh tử vì đam mê phần vui sướng trong anh đã tắt vì đam mê em đừng buồn lúc đó anh tử vì đam mê phần vui sướng trong anh đã tắt vì đam mê để tôi dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò để tôi dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò để tôi dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò nhưng mày đừng có ngạc nhiên cứ quay cọp biết như bơ mơ 15 tuổi cầm nai chuyên nghiệp tay nhấn ga còn chân đến số của tao lượng mà nẹt có chừng này mày quá cố để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò nhưng mày đừng có ngạc nhiên cứ quay cọp biết như bơ mơ 15 tuổi cầm nai chuyên nghiệp tay nhấn ga còn chân đến số của tao lượng mà nẹt có chừng này mày quá cố để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò nhưng mày đừng có ngạc nhiên cứ quay cọp biết như bơ mơ 15 tuổi cầm nai chuyên nghiệp tay nhấn ga còn chân đến số của tao lượng mà nẹt nẹt có chừng này mày quá cố để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp đứt như bơ mơ 15 tuổi cầm nai chuyên nghiệp tay nhấn ga còn chân tay số của tao lượng mà nẹt có chừng này mày quá cố kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang khi lái xe là phải hết sức địch có mạnh ta cũng ráng kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang khi lái xe là phải hết sức địch có mạnh ta cũng ráng. Xin lỗi mẹ đàn trai của mẹ là một thằng con bất hiếu mẹ sợ con gặp nạn trên đường vì số cố của con là rất nhiều lỡ như một lần con rớt thì mẹ biết sống sao nhưng con không cản được sự ham muốn dù ngoài kia của dòng bão sống hết mình vì đam mê con sẽ trở thành thằng bất tử mặc dầu biết cha mẹ sẽ buồn vì thằng con này nó rất hư nhưng ngoài kia anh em đang chờ để lại tiếng thơm đam mê vẫn là bất diệt cô chẳng ngại gì miếng cơm đại lộ đông tây các anh em đã sẵn sàng các em gái chân dài xếp hình đã thẳng hàng cô chẳng chờ gì nữa thôi cô phải lên đường dẫu biết nguy hiểm đang chờ phía trước nhưng con vẫn phải lên được kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang khi lái xe là phải hết sức địch có mạnh ta cũng ráng kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang khi lái xe là phải hết sức địch có mạnh ta cũng ráng dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò nhưng mày đừng có ngạc nhiên cọp biết như ô bo 15 tuổi cầm đại chuyên nghiệp tay nhấn ga cùng chân đá số không tao lượng mà nẹt có chừng này mày quá cố để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò những mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp biết như ô bo 15 tuổi cầm đại chuyên nghiệp tay nhấn ga cùng chân đá số không tao lượng mà nẹt có chừng này mày quá cố trời tao bay nhẹ làn khói khi tao lượn với anh em khi tao lướt là phải tốc độ chứ không đùa bò những cái nén trên đường đua khi vẫn còn mở thì ngại gì mà không chơi để anh em tụi tao vào cuộc nào các em gái trong mong lên trời để hưởng thụ các phái cả của các đôi
xin ban cho. Nào cất đầu, nào đánh số xin dòng cả hàng ngang cho. Đã lên xe là phải biểu diễn cho đam mê nó bùng cháy. Dù biết sao nhiều thằng đã xéo, tao lại sắc luôn luôn chảy. Có Duy Nguyễn và Tâm Mai, anh em Đồng Nai ta đông đủ. Và Hải Trần, EJS, đêm nay ta lựa chắc không ngủ. Qua làng khói tiếng bộ đội để chất kinh nghiệm của đang về. Chuông điện thoại của mẹ gọi, thưa mẹ con đang về. Có Duy Nguyễn và Tâm Mai, anh em Đồng Nai ta đông đủ. Và Hải Trần, EJS, đêm nay ta lựa chắc không ngủ. Qua làng khói tiếng bộ đội để chất kinh nghiệm của đang về. Chuông điện thoại của mẹ gọi, thưa mẹ con đang về. Này tao dẫn con gái xinh đẹp của mấy thằng khác thường cua. Từ Cà Mau đến Cần Thơ đây đâu cũng có chiến tích. Huy chương vàng, huy chương bạc hết cũng có khuyến khích. Niềm vui sướng, sự hãnh diện của tao đối lập về đêm. Sau tay này được một người tung bới anh lại chợt nhớ về em. Người con gái phía sau ủng hộ khiến tôi luôn vững tay lái. Giọt nước mắt vừa khi cái ngã khiến tôi cầm chắc tay này. Xin lỗi em cái thứ đam mê anh chọn không có được điểm dừng. Những rủi ro mà anh mắc phải cũng chẳng có gì để kiểm chứng. Nếu như ngày mai em bất ngờ nhận được tin báo về anh, cái thứ đam mê là do anh chọn. Tử thần luôn kề cạnh, em đừng buồn lúc đó anh tử. Tử vì đam mê, phần vui sướng trong anh đã tắt. Tắt vì đam mê, em đừng buồn lúc đó anh tử. Tử vì đam mê, phần vui sướng trong anh đã tắt. Tắt vì đam mê. Để tao dắt mày về miền Tây, cho mày nghe tiếng đèn cò. Để tao dắt mày về miền Tây, cho mày nghe tiếng đèn cò. Để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt mày về miền Tây, cho mày nghe tiếng đèn cò. Dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cỏ biết như bơ mơ. 15 tuổi cầm nay chuyên nghiệp tay nhấn ga còn chân tới số. Khu tàu lượng mà nẹt nẹt với chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cỏ biết như bơ mơ. 15 tuổi cầm nay chuyên nghiệp tay nhấn ga còn chân tới số. Khu tàu lượng mà nẹt nẹt với chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cỏ biết như bơ mơ. 15 tuổi cầm nay chuyên nghiệp tay nhấn ga còn chân tới số. Khu tàu lượng mà nẹt nẹt có chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cỏ biết như bơ mơ. 15 tuổi cầm nay chuyên nghiệp tay nhấn ga còn chân tới số. Khu tàu lượng mà nẹt nẹt có chừng này mày quá cố. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua. Tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang. Khi lái xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua. Tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang. Khi lái xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Xin lỗi mẹ, đàn trai của mẹ là một thằng con bất hiếu. Mẹ sợ con gặp nạn trên đường, số cố của con là rất nhiều. Lỡ như một lần con rớt thì mẹ biết sống sao. Nhưng con không cản được sự ham muốn dù ngoài kia của dòng bão. Sống hết mình vì đam mê, con sẽ trở thành thằng bất tử. Mặc dầu biết cha mẹ sẽ buồn vì thằng con này nó rất hư. Nhưng ngoài kia anh em đang chờ để lại tiếng thơm. Đam mê vẫn là bất diệt, con chẳng ngại gì miếng cơm. Đại lộ Đông Tây các anh em đã sẵn sàng. Các em gái chân dài xếp hình đã thẳng hàng. Con chẳng chờ gì nữa, thôi con phải lên đường. Dẫu biết đường hiểm đang chờ phía trước, nhưng con vẫn phải lên đường. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua. Tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang. Khi lái xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua. Tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang. Khi lái xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cỏ biết như ô bo. 15 tuổi cầm tay chuyên nghiệp tay nhấn ga cùng chân tới số. Không tao lượng mà nẹt nẹt có chuyện này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cỏ biết như ô bo. 15 tuổi cầm tay chuyên nghiệp tay nhấn ga cùng chân tới số. Không tao lượng mà nẹt nẹt có chuyện này mày quá cố. Trời tao bay nhẹ làng cối khi tao lượng với anh em. Khi tao lướt là phải tốc độ chứ không đùa bò như các em. Trên đường đua khi vẫn còn mở thì ngại gì mà không chơi. Để anh em tụi tao vào cuộc lòng các em gái trong hôm lên trời. Để hưởng thụ các khoái cảm của các đôi sinh ban cho. Nào cất đầu, nào đánh số xin dòng cả hàng ngang cho. Đã lên xe là phải biểu diễn cho đam mê nó bùng cháy. Dù biết sao nhiều thằng đã xéo, tao lại sắc luôn luôn chảy. Có Duy Nguyễn và Tâm Mai, anh em Đồng Nai ta đông đủ. Và Hải Trần, EJS, đêm nay ta lự chắc không ngủ. Qua làng khói tiếng bộ đội để chất kinh nghiệm của đang về. Chuông điện thoại của mẹ gọi, thưa mẹ cũng đang về. Có Duy Nguyễn và Tâm Mai, anh em Đồng Nai ta đông đủ. Và Hải Trần, EJS, đêm nay ta lự chắc không ngủ. Qua làng khói tiếng bộ đội để chất kinh nghiệm của đang về. Chuông điện thoại của mẹ gọi, thưa mẹ cũng đang về. Thank you.
bao nhiêu năm rong rã lăn lộn tư thần ở các trường đua. Này tao dẫn con gái xinh đẹp của mấy thằng khác thường cua. Từ Cà Mau đến Cần Thơ đây đâu cũng có chiến tích, quy chương vàng quy chương bạc hết rồi cũng có khuyến khích. Niềm vui sướng sự hãnh diện của tao đối lập về đêm. Sau tay này được một người tung bới anh lại chợt nhớ về em. Người con gái phía sau ủng hộ khiến tôi luôn vững tay lái. Giọt nước mắt vừa khi cái ngã khiến tôi cầm chắc tay này. Xin lỗi em cái thứ đam mê anh chọn không có được điểm dừng. Những rủi ro mà anh mắc phải cũng chẳng có gì để kiểm chứng. Nếu như ngày mai em bất ngờ nhận được tin báo về anh, cái thứ đam mê là do anh chọn. Tự thần luôn kề cạnh em đừng buồn lúc đó anh tử tử vì đam mê. Còn vui sướng trong anh đã tắt tắt vì đam mê. Em đừng buồn lúc đó anh tử tử vì đam mê. Còn vui sướng trong anh đã tắt tắt vì đam mê. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp biết như bò bò. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp tay nhấn ga còn chân tới số khu tàu lượng mà nẹt nẹt. Với chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp biết như bò bò. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp tay nhấn ga còn chân tới số khu tàu lượng mà nẹt nẹt. Với chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp biết như bò bò. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp tay nhấn ga còn chân tới số khu tàu lượng mà nẹt nẹt. Có chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp đứt như bò bò. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp tay nhấn ra còn chân tay số của tao lượng mà nẹt nẹt. Có chừng này mày quá cố. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua. Tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang. Khi ra xe là phải hết sức địch có mạnh ta cũng ráng. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua. Tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang. Khi ra xe là phải hết sức địch có mạnh ta cũng ráng. Xin lỗi mẹ, đàn trai của mẹ là một thằng con bất hiếu. Mẹ sợ con gặp nạn trên đường vì số cố của con là rất nhiều. Lỡ như một lần con rớt thì mẹ biết sống sao. Nhưng con không cản được sự ham muốn dù ngoài kia của dân bảo. Sống hết mình vì đam mê con sẽ trở thành thằng bất tử. Mặc dầu biết cha mẹ sẽ buồn vì thằng con này nó rất hư. Nhưng ngoài kia anh em đang chờ để lại tiếng thơm. Đam mê vẫn là bất diệt, cô chẳng ngại về miếng cơm. Đại lộ Đông Tây các anh em đã sẵn sàng. Các em gái chân dài xếp hình đã thẳng hàng. Cô chẳng chờ gì nữa thôi cô phải lên đường. Dẫu biết đường hiểm đang chờ phía trước nhưng con vẫn phải lên được. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua. Tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang. Khi ra xe là phải hết sức địch có mạnh ta cũng ráng. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua. Tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang. Khi ra xe là phải hết sức địch có mạnh ta cũng ráng. Dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên có biết như ô bo. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp tay nhấn ga cùng chân tới số cô tao lượng mà nẹt nẹt. Có chuyện này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Những mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp biết như ô bo. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp tay nhấn ga cùng chân tới số cô tao lượng mà nẹt nẹt. Có chuyện này mày quá cố. Trời tao bay nhẹ làn khói khi tao lượn với anh em. Khi tao lướt là phải tốc độ chứ không ngồi bò như các em. Trên đường đua khi vẫn còn mở thì ngại gì mà không chơi. Để anh em tụi tao vào cuộc nào các em gái trong mong lên trời. Để hưởng thụ cái phái cảm của các ly sinh ban cho. Nào cất đầu nào đánh số xin nhau cả hàng ngang trò. Đã lên xe là phải biểu diễn cho đam mê nó bùng cháy. Dù biết lời nhiều thằng nói xéo tao lại sắc không ngưng chảy. Có Duy Nguyễn và Tâm Mai anh em Đồng Nai ta đông đủ. Và Hải Trần EJS đêm nay ta lự chắc không ngủ. Qua làng khói tiếng bộ đội để chất kinh nghiệm của đang về. Chú điện thoại của mẹ gọi thưa mẹ cũng đang về. Có Duy Nguyễn và Tâm Mai anh em Đồng Nai ta đông đủ. Và Hải Trần EJS đêm nay ta lự chắc không ngủ. Qua làng khói tiếng bộ đội để chất kinh nghiệm của đang về. Chú điện thoại của mẹ gọi thưa mẹ cũng đang về. Này tao dẫn con gái xinh đẹp của mấy thằng khác thường cua. Từ Cà Mau đến Cần Thơ đây đâu cũng có chiến tích. Quy chương vàng, quy chương bạc hết rồi cũng có khuyến khích. Niềm vui sướng, sự hãnh diện của tao đối lập về đêm. Sau tay này được một người tung bới anh lại chợt nhớ về em. Người con gái phía sau ủng hộ khiến tôi luôn vững tay lái. Giọt nước mắt vừa khi cái ngã khiến tôi cầm chắc tay này. Xin lỗi em cái thứ đam mê anh chọn không có được điểm dừng. Những rủi ro mà anh mắc phải cũng chẳng có gì để kiểm chứng. Nếu như ngày mai em bất ngờ nhận được tin báo về anh, cái thứ đam mê là do anh chọn. Tự thần luôn kề cạnh em đừng buồn lúc đó anh tử tử vì đam mê. Còn vui sướng trong anh đã tắt
tắt vì đam mê. Em đừng buồn lúc đó anh tử, tử vì đam mê. Còn vui sướng trong anh đã tắt, tắt vì đam mê. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cỏ biết như bơ mơ. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp tay nhấn ga còn chân đá số của tao lượng mà nẹt nẹt với chừng này mày quá cố. Thì tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cỏ biết như bơ mơ. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp tay nhấn ga còn chân đá số của tao lượng mà nẹt nẹt với chừng này mày quá cố. Thì tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cỏ biết như bơ mơ. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp tay nhấn ga còn chân đá số của tao lượng mà nẹt nẹt có chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cỏ biết như bơ mơ. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp tay nhấn ga còn chân tay số của tao lượng mà nẹt nẹt có chừng này mày quá cố. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua. Tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang. Khi ra xe là phải hết sức địch có mạnh ta cũng ráng. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua. Tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang. Khi ra xe là phải hết sức địch có mạnh ta cũng ráng. Xin lỗi mẹ, đằng trai của mẹ là một thằng con bất hiếu. Mẹ sẽ con gặp nạn trên đường vì số cố của con là rất nhiều. Lỡ như một lần con rớt thì mẹ biết sống sao. Nhưng con không cản được sự ham muốn dù ngoài kia của dòng bão. Sống hết mình vì đam mê con sẽ trở thành thằng bất tử. Mặc dầu biết cha mẹ sẽ buồn vì thằng con này nó rất hư. Nhưng ngoài kia anh em đang chờ để lại tiếng thơm. Đam mê vẫn là bất diệt, cô chẳng ngại gì miếng cơm. Đại lộ Đông Tây các anh em đã sẵn sàng. Các em gái chân dài xếp hình đã thẳng hàng. Cô chẳng chờ gì nữa thôi cô phải lên đường. Dẫu biết đường hiểm đang chờ phía trước nhưng con vẫn phải lên đường. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua. Tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang. Khi ra xe là phải hết sức địch có mạnh ta cũng ráng. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua. Tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang. Khi ra xe là phải hết sức địch có mạnh ta cũng ráng. Tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên có biết như ô mô. 15 tuổi cầm đại chuyên nghiệp tay nhấn ga cùng chân đá số không tao lượng mà nẹt nẹt có chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Những mày đừng có ngạc nhiên khi quay cỏ biết như ô mô. 15 tuổi cầm đại chuyên nghiệp tay nhấn ga cùng chân đá số không tao lượng mà nẹt nẹt có chừng này mày quá cố. Trời tao bay nhẹ là cối khi tao lượn với anh em. Khi tao lướt là phải tốc độ chứ không ngồi bò như các em. Trên đường đua khi vẫn còn mở thì ngại gì mà không chơi. Để anh em tụi tao vào cuộc nào các em gái trong mong lên trời. Để hưởng thụ các phái cảm của các ơi xin ban cho. Nào cất đầu nào đánh số xin trong cả hàng ngang trò. Đã lên xe là phải biểu diễn cho đam mê nó bùng cháy. Dù biết lời nhiều thằng đã xéo tao là sắc không ngưng chảy. Có Duy Nguyễn và Tâm Mai anh em Đồng Nai ta đông đủ. Và Hải Trần em chú S đêm nay ta lự chắc không ngủ. Qua làng khối tiếng bộ đội để chất kinh nghiệm của đang về. Chú điện thoại của mẹ gọi thưa mẹ con đang về. Có Duy Nguyễn và Tâm Mai anh em Đồng Nai ta đông đủ. Và Hải Trần S2S đêm nay ta lượn chắc không ngủ. Qua làng khối tiếng bộ đội để chất kinh nghiệm con đang phê. Chú điện thoại của mẹ gọi thưa mẹ con đang về. Này tao vẫn con gái xinh đẹp của mấy thằng khác thường cua. Từ Cà Mau đến Cần Thơ đây đâu cũng có chiến tích. Huy chương vàng, huy chương bạc hết thơ cũng có khuyến khích. Niềm vui sướng, sự hãnh diện của tao đối lập về đêm. Sau tay này được một người tung bới anh lại chợt nhớ về em. Người con gái phía sau ủng hộ khiến tôi luôn vững tay lái. Giọt nước mắt vừa khi cái ngã khiến tôi cầm chắc tay lại. Xin lỗi em, cái thứ đam mê anh chọn không có được điểm dừng. Những rủi ro mà anh mắc phải cũng chẳng có gì để kiểm chứng. Nếu như ngày mai em bất ngờ nhận được tin báo về anh, cái thứ đam mê là do anh chọn. Tự thần luôn kề cạnh, em đừng buồn lúc đó anh tử, tử vì đam mê. Còn vui sướng trong anh đã tắt, tắt vì đam mê. Em đừng buồn lúc đó anh tử, tử vì đam mê. Còn vui sướng trong anh đã tắt, tắt vì đam mê. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò.
dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò, nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp đứt như bò mò. 15 tuổi cầm nay chuyên nghiệp tay nhấn ga còn chân tới số của tao lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò, nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp đứt như bò mò. 15 tuổi cầm nay chuyên nghiệp tay nhấn ga còn chân tới số của tao lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò, nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp đứt như bò mò. 15 tuổi cầm nay chuyên nghiệp tay nhấn ga còn chân tới số của tao lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò, nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp đứt như bò mò. 15 tuổi cầm nay chuyên nghiệp tay nhấn ga còn chân tới số của tao lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua, tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua, đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang, khi ra xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng rén. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua, tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua, đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang, khi ra xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng rén. Xin lỗi mẹ, đàn trai của mẹ là một thằng con bất hiếu, mẹ sợ con gặp nạn trên đường vì số cố của con là rất nhiều. Lỡ như một lần con rớt thì mẹ biết sống sao, nhưng con không cản được sự ham muốn dù ngoài kia của dân bảo. Sống hết mình vì đam mê con sẽ trở thành thằng bất tử, mặc dầu biết cha mẹ sẽ buồn vì thằng con này nó rất hư, nhưng ngoài kia anh em đang chờ để lại tiếng thơm. Đam mê vẫn là bất diệt, con chẳng ngại gì miếng cơm. Đại lộ Đông Tây các anh em đã sẵn sàng, các em gái chân dài xếp hình đã thẳng hàng. Con chẳng chờ gì nữa, thôi con phải lên đường, dẫu biết đường hiểm đang chờ phía trước nhưng con vẫn phải lên đường. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua, tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua, đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang, khi ra xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng rén. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua, tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua, đam mê là phải chơi tới cho dù nghèo hay mày sang, khi ra xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng rén. Dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò, nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp đứt như bò mò. 15 tuổi cầm nay chuyên nghiệp tay nhấn ga còn chân tới số của tao lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò, nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp đứt như bò mò. 15 tuổi cầm nay chuyên nghiệp tay nhấn ga còn chân tới số của tao lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Rồi tao bay nhẹ làn khói khi tao lượn với anh em, khi tao lướt là phải tốc độ chứ không đùa bò như các em. Trên đường đua khi vẫn còn mở thì ngại gì mà không chơi, để anh em tụi tao vào cuộc nào, các em gái trong mong lên trời để hưởng thụ các bất cả của các đôi sinh ban cho. Nào cất đầu nào đánh số xin dòng cả hàng ngang cho, đã lên xe là phải biểu diễn cho đam mê nó bùng cháy, dù biết lời nhiều thằng đã xéo tao là sắc luôn luôn chảy. Có Duy Nguyễn và Tâm Mai anh em Đồng Nai ta đông đủ, và Hải Trần EJS đêm nay ta lự chắc không ngủ. Qua làng khói tiếng bộ độ để chất kinh nghiệm của đang về, chuông điện thoại của mẹ gọi thưa mẹ cũng đang về. Có Duy Nguyễn và Tâm Mai anh em Đồng Nai ta đông đủ, và Hải Trần EJS đêm nay ta lự chắc không ngủ. Qua làng khói tiếng bộ độ để chất kinh nghiệm của đang về, chuông điện thoại của mẹ gọi thưa mẹ cũng đang về. Này tao dẫn con gái xinh đẹp của mấy thằng khác thường cua, từ Cà Mau đến Cần Thơ đây đâu cũng có chiến tích. Quy chương vàng, quy chương bạc hết rồi cũng có khuyến khích. Niềm vui sướng, sự hãnh diện của tao đối lập về đêm. Sau tay này được một người tung bới anh lại chợt nhớ về em. Người con gái phía sau ủng hộ khiến tôi luôn vững tay lái. Giọt nước mắt vừa khi cái ngã khiến tôi cầm chắc tay này. Xin lỗi em, cái thứ đam mê anh chọn không có được điểm dừng. Những rủi ro mà anh mắc phải cũng chẳng có gì để kiểm chứng. Nếu như ngày mai em bất ngờ nhận được tin báo về anh, cái thứ đam mê là do anh chọn. Tử thần luôn kề cạnh, em đừng buồn đúng vào đó anh tử. Tử vì đam mê, phần vui sướng trong anh đã tắt. Tắt vì đam mê, em đừng buồn lúc đó anh tử. Tử vì đam mê, phần vui sướng trong anh đã tắt. Tắt vì đam mê. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò, nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp đứt như bò mò. 15 tuổi cầm nay chuyên nghiệp tay nhấn ga còn chân tới số của tao lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò, nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp đứt như bò mò. 15 tuổi cầm nay chuyên nghiệp tay nhấn ga còn chân tới số của tao lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò, nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp đứt như bò mò. 15 tuổi cầm nay chuyên nghiệp tay nhấn ga còn chân tới số của tao
tao lượn mà nẹt nẹt. Ở chừng này mày quá cố, để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp đứt như bò bò. 15 tuổi cách này chuyên nghiệp, tay nhấn ra còn chân tay số. Của tao lượn mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua. Tốc độ là thứ tao muốn, cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới, cho dù nghèo hay mày sang. Khi lái xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua. Tốc độ là thứ tao muốn, cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới, cho dù nghèo hay mày sang. Khi lái xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Xin lỗi mẹ, đàn trai của mẹ là một thằng con bất hiếu. Mẹ sợ con gặp nạn trên đường, sự cố của con là rất nhiều. Lỡ như một lần con rớt thì mẹ biết sống sao. Nhưng con không cản được sự ham muốn dù ngoài kia của dòng bão. Sống hết mình vì đam mê, con sẽ trở thành thằng bất tử. Mặc dầu biết cha mẹ sẽ buồn vì thằng con này nó rất hư, nhưng ngoài kia anh em đang chờ để lại tiếng thơm. Đam mê vẫn là bất diệt, cô chẳng ngại về miếng cơm. Đại lộ Đông Tây các anh em đã sẵn sàng, các em gái chân dài xếp hình đã thẳng hàng. Tôi chẳng chờ gì nữa, thôi tôi phải lên đường. Dẫu biết đường hiểm đang chờ phía trước, nhưng con vẫn phải lên đường. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua. Tốc độ là thứ tao muốn, cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới, cho dù nghèo hay mày sang. Khi ra xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua. Tốc độ là thứ tao muốn, cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới, cho dù nghèo hay mày sang. Khi ra xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên, cọp biết như ô bo. 15 tuổi cầm tay chuyên nghiệp, tay nhấn ga cùng chân tay số. Không tao lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò. Những mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp biết như ô bo. 15 tuổi cầm tay chuyên nghiệp, tay nhấn ga cùng chân tay số. Không tao lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Trời tao bay nhẹ là cối, khi tao lượng với anh em. Khi tao lướt là phải tốc độ chứ không gùa bò như các em. Trên đường đua khi vẫn còn mở thì ngại gì mà không chơi. Để anh em tụi tao vào cuộc lòng các em gái trong mong lên trời. Để hưởng thụ các phái cảm của các ly sinh ban cho. Nào cất đầu, nào đánh số xin trong cả hàng ngang cho. Đã lên xe là phải biểu diễn cho đam mê nó bùng cháy. Dù biết lời nhiều thằng lái xéo, tao là sắc luôn luôn chảy. Có Duy Nguyễn và Tâm Mai anh em Đồng Nai ta đông đủ. Và Hải Trần, EJS đêm nay ta lự chắc không ngủ. Qua làng khối tiếng bộ đội để chất kinh nghiệm của đang về. Chú đi thổi của mẹ gọi thưa mẹ cũng đang về. Có Duy Nguyễn và Tâm Mai anh em Đồng Nai ta đông đủ. Và Hải Trần, EJS đêm nay ta lự chắc không ngủ. Qua làng khối tiếng bộ đội để chất kinh nghiệm của đang về. Chú đi thổi của mẹ gọi thưa mẹ cũng đang về. Này tao vẫn có cái xinh đẹp của mấy thằng khác thường cua. Từ Cà Mau đến Cần Thơ đây đâu cũng có chiến tích. Quy chương vàng, quy chương bạc hết rồi cũng có khuyến khích. Niềm vui sướng, sự hãnh diện của tao đối lập về đêm. Sao tay này được một người tung mới anh lại chợt nhớ về em. Người con gái phía sau ủng hộ khiến tôi luôn vững tay lái. Giọt nước mắt một khi cái ngã khiến tôi cầm chắc tay này. Xin lỗi em cái thứ đam mê anh chọn không có được điểm dừng. Những rủi ro mà anh mắc phải cũng chẳng có gì để kiểm chứng. Nếu như ngày mai em bất ngờ nhận được tin báo về anh, cái thứ đam mê là do anh chọn. Tự thần luôn kề cạnh em đừng buồn lúc đó anh tử tử vì đam mê. Phần vui sướng trong anh đã tắt tắt vì đam mê. Em đừng buồn lúc đó anh tử tử vì đam mê. Phần vui sướng trong anh đã tắt tắt vì đam mê. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt, để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đèn cò. Dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp biết như bò bò. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp, tay nhấn ga còn chân tới số. Khu tàu lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp biết như bò bò. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp, tay nhấn ga còn chân tới số. Khu tàu lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp biết như bò bò. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp, tay nhấn ga còn chân tới số. Khu tàu lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Để tao dắt mày về miền Tây cho mày nghe tiếng đàn cò. Nhưng mày đừng có ngạc nhiên khi quay cọp biết như bò bò. 15 tuổi cầm này chuyên nghiệp, tay nhấn ga còn chân tay số. Cô tao lượng mà nẹt nẹt, có chừng này mày quá cố. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua. Tốc độ là thứ tao muốn, cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới, cho dù nghèo hay mày sang. Khi lái xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua. Tốc độ là thứ tao muốn, cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới, cho dù nghèo hay mày sang. Khi lái xe là phải hết sức, địch có mạnh ta cũng ráng. Xin lỗi mẹ
đàn trai của mẹ là một thằng con bất hiếu. Mẹ sợ con gặp nạn trên đường vì số cố của con là rất nhiều. Lỡ như một lần con rớt thì mẹ biết sống sao, nhưng con không cản được sự ham muốn dù ngoài kia có dông bão. Sống hết mình vì đam mê, con sẽ trở thành thằng bất tử. Mặc dầu biết cha mẹ sẽ buồn vì thằng con này nó rất hư, nhưng ngoài kia anh em đang chờ để lại tiếng thơm. Đam mê vẫn là bất diệt, cô chẳng ngại gì miếng cơm. Đại lộ Đông Tây các anh em đã sẵn sàng, các em gái chân dài xếp hình đã thẳng hàng. Cô chẳng chờ gì nữa, thôi cô phải lên đường. Dẫu biết đường hiểm đang chờ phía trước, nhưng con vẫn phải lên đường. Kỹ năng là thứ tao có khi mà lướt trên đường đua, tốc độ là thứ tao muốn cho dù thắng hay là thua. Đam mê là phải chơi tới, cho dù nghèo hay mày.